Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh Lào Cai đã đầu tư xây dựng hàng loạt các công trình cấp nước cho các khu vực đô thị và nông thôn để giúp cho người dân có nước hợp vệ sinh để sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà có những dự án mới đầu tư nhưng không phát huy hiệu quả. Trong khi đó, lại có những công trình được đầu tư từ lâu nhưng nhờ sự quản lý vận hành hợp lý của địa phương nên vẫn phát huy hiệu quả cao. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Tài nguyên Môi trường và Phát triển kỳ này. Trước hết là những thông tin tài nguyên và môi trường đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, Thông tư 09/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung 9 thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013 bắt đầu có hiệu lực. Một trong những điểm mới của Thông tư 09 là bổ sung các quy định liên quan đến hỗ trợ sau khi thu hồi đất. Theo đó, Thông tư 09 đã quy định cụ thể hơn và bổ sung thêm một số trường hợp đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi nhà nước thu hồi đất, như đất nông nghiệp do hộ gia đình cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai đang sử dụng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai. Ngày 1 tháng 8 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 78/2021 về thành lập và quản lý Quỹ Phòng chống thiên tai. Theo đó, Quỹ Phòng chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ Phòng chống thiên tai Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý và Quỹ Phòng chống thiên tai cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý. Quỹ Phòng chống thiên tai hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nhiệm vụ của Quỹ Phòng chống thiên tai là hỗ trợ các hoạt động phòng chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu, tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2021. Như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu chuyên mục, nước sạch và vệ sinh môi trường là một nhu cầu hết sức cơ bản trong cuộc sống sinh hoạt của mọi người. Và những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh Lào Cai đã đầu tư xây dựng hàng loạt các công trình cấp nước cho các khu vực đô thị và nông thôn để giúp cho người dân có nước hợp vệ sinh để sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà có những dự án mới đầu tư nhưng không phát huy hiệu quả. Trong khi đó, lại có những công trình được đầu tư từ lâu nhưng nhờ sự quản lý vận hành hợp lý của địa phương nên vẫn phát huy hiệu quả cao. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại huyện Bảo Thắng. Đây là hệ thống vòi nước, đồng hồ nước của gia đình ông Hoàng Văn Lanh ở thôn Phú Hải 1, xã Phú Nhuận. Cuối năm 2019, đầu năm 2020, hệ thống này được lắp về đến cổng nhà. Nhưng niềm vui chẳng được lâu khi đến nay, nhà ông vẫn không thấy một giọt nước nào từ nhà máy chảy về. Không có nước sạch để sử dụng, hàng ngày gia đình vẫn phải sử dụng nước giếng đào không đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặt đồng hồ cho gia đình tôi như bây giờ, từ bấy giờ đến giờ cũng không có một cái số nước nào để về đến đồng hồ cả. Đấy là cái mong muốn của chúng tôi là muốn là có nước sạch để dùng để đỡ ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cho toàn thể nhân dân. Còn tại gia đình anh Trần Duy Hải, thôn Phú Hải 2, mặc dù nước tại nhà máy đã về đến tận hộ gia đình, nhưng không thường xuyên và hay bị cắt luân phiên. Thậm chí không phải lúc nào nước cũng đảm bảo chất lượng. Thiếu nước là trầm trọng, coi như là mỗi nhà coi như là chỉ được dùng có một ngày, một hôm sau là nó cắt sang bên kia, mà có hôm đến hai ngày mới có nước. Nhưng ngày cuối tuần, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật mới có nước. Chất lượng nước thì coi như là cũng như là chảy thẳng ngày xưa thôi, không có cải thiện thêm tí nào. Hôm nào đục, là mưa là đục, còn hôm nào như thế nào nó lắng như thế này là trong. Công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm cụm xã Phú Nhuận được nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2009. Theo thiết kế tại thời điểm ấy, công trình được lắp đồng hồ nước và đưa vào cấp nước sinh hoạt đủ vệ sinh cho trên 4.000 nhân khẩu của 8 thôn trong xã. Để quản lý vận hành công trình, Ủy ban nhân dân xã lựa chọn 5 thành viên và thành lập tổ hợp tác vận hành sửa chữa, thu tiền sử dụng nước. Tuy nhiên, sau 10 năm đưa vào sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, nên người dân thường xuyên thiếu nước. Trước thực trạng này, tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định số 4830 về việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa, mở rộng cấp nước sinh hoạt xã Phú Nhuận với tổng kinh phí hơn 6,1 tỷ đồng từ vốn vay Ngân hàng Thế giới
do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư. Đầu năm 2020 đưa vào sử dụng, tuy vậy sau gần 2 năm đưa vào sử dụng, cả 50 hộ dân trong thôn Phú Hải 1 đều chưa một lần được sử dụng nguồn nước sạch này. Cái mà người dân phản ánh là công trình thiếu nước, rồi công trình mà người dân không được hưởng lợi, thì cái đó là cái, tức là cái phần trăm có. Nhưng so với cái hiệu quả mình để quản lý thì so hiệu quả cấp xã này thì Trung tâm Nước sạch quản lý thấy vừa là chất lượng và vừa khoa học và vừa nó đảm bảo hơn, rất khoa học hơn và nó kịp thời. Là tuyến ống từ cái lưu lượng dùng thấp như vậy thì những cái tuyến ống được nâng cấp nó cũng nhỏ hơn so với lại cái nhu cầu. Thế do vậy là thực tế thì ở đây các cái hộ đang dùng nước thường là lớn gấp đôi cái lưu lượng mà theo thiết kế vậy. Nên đây cũng là cái bất lợi khi một cái bất lợi khách quan mà chúng tôi khi mà tiến hành sửa chữa nâng cấp cái công trình này thì nó cũng vướng vào những cái điều kiện khách quan như vậy. Trái ngược với một số công trình mới được đầu tư nhưng không phát huy được hiệu quả thì cũng tại huyện Bảo Thắng có những công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đã được đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước nhưng hàng trăm hộ dân có nước hợp vệ sinh để sử dụng hàng ngày. Công trình nước sinh hoạt tại thôn Tiên Phong, Tòng Già là một ví dụ. Được đưa vào sử dụng từ năm 2007 đến nay, công trình nước sạch này vẫn đang phục vụ tốt nhu cầu nước sinh hoạt của gần 200 hộ dân với 830 nhân khẩu. Thứ nhất là cái ý thức sử dụng của người dân. Là bây giờ là bà con có những cái là xây bể chứa rồi là mua téc để chứa. Khi là mở nước là bà con đã trữ đủ cái lượng nước dùng của gia đình trong cái đầu chứa thì là sẽ có cái trách nhiệm là khóa cái vòi nước vào để cho những hộ ở cuối nguồn mới có cái nguồn nước để sử dụng. Cái thứ hai nữa là cái tinh thần trách nhiệm của anh em trong tổ quản lý vận hành nước. Bây giờ là cứ thường xuyên kiểm tra cái đường dẫn rồi là van vòi. Nó hỏng đâu là sửa đấy, thì mới duy trì được cái thời gian sử dụng nó lâu dài được đến như vậy. Công trình nước sinh hoạt của thôn Tiên Phong, Tòng Già nằm trong rừng, cách khu vực dân cư hơn 3 km đường núi. Việc đi lại, bảo quản, vận hành công trình gặp rất nhiều khó khăn bởi đường trơn, dốc, dựng đứng. Tuy nhiên, hàng ngày, tổ bảo quản vận hành công trình nước sinh hoạt của thôn đã cắt cử người lên kiểm tra toàn bộ tuyến đường ống và điều tiết nước tới từng thôn. 6 giờ tối, đóng van này, mở van kia, luân phiên cấp nước cho người dân thôn Tiên Phong, Tòng Già sử dụng đảm bảo công bằng. Thì căn cứ vào cái hiện tượng nước mà nó không bình thường thì tự huy động cái lực lượng của họ, tức là mỗi thôn 2, 3, 4, 5 người đấy, tùy theo công việc. Để làm sao đấy, để cho nước là luôn luôn chảy đầy bể, để phân phối cho hai thôn có đầy đủ nước sử dụng. Hiện nay Tòng Già thì có hơn 90 hộ. Còn Tiên Phong thì khoảng hơn 60 hộ nữa, nên là đang sử dụng cái nguồn nước này. Tổ bảo quản vận hành cũng bố trí riêng một người sinh sống gần đó để trực hàng ngày. Khi xảy ra bất kỳ sự cố nào hay có dấu hiệu phá hoại, đều phải báo về để có phương án xử lý, vận hành phù hợp. Chính vì cách làm trên, nên công trình nước sinh hoạt ở Tiên Phong, Tòng Già hơn chục năm nay vẫn hoạt động tốt. Dù vậy, trong những năm vừa qua, tổ nước này cũng hoạt động hiệu quả. Kinh phí để hỗ trợ bà con nhân dân để sử dụng, sửa chữa, như là hỗ trợ phần cái tiền công của cái tổ nước này rất khó khăn, nhiều khó khăn, kinh phí gần như là không có, hạn chế để hỗ trợ. Nên là trong thời gian tới rất mong các ngành tạo điều kiện cung cấp nguồn kinh phí để nâng cấp cũng như là đầu tư sửa chữa cái tuyến đường nước sạch cho bà con nhân dân. Cách thức vận hành quản lý hiệu quả công trình nước sinh hoạt ở thôn Tiên Phong, Tòng Già là một kinh nghiệm tốt để các địa phương khác cùng tham khảo, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tài nguyên, Môi trường và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.